Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Big Audio Sài Gòn. Ai đã xem kênh của mình mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì quý vị hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để liên tục có những video từ mình. Và hôm nay Bi sẽ giới thiệu quý vị một cặp loa cột đến từ đất nước Canada nha quý vị, của hãng BSB Modem 800. Dòng loa cột này thì quý vị thấy nó có 3 loa, hai loa bát thật nha quý vị, nó có lỗ thông hơi ở dưới, hai loa bát thật màng giấy và viền cao su còn nguyên hết nha quý vị, một loa trep đơ ở đây, hai loa bát, một loa trep, nó cao rất là cao 90 cm. Những cái dòng loa này thì chúng ta chỉ để nghe nhạc thôi, chúng ta không có karaoke được đâu, còn nếu như ai liều mạc ra thì nó sẽ cháy. Và nó cháy thì nó sẽ hết nó 2x đi. Thì cũng nếu như ai chấp nhận điều đó thì cứ việc ca. Còn đối với Bi thì không nên ca. Nó cao 90 cm đó quý vị. Và nó sâu là 33. Và nó rộng là 25,5. Công suất của nó cũng rất là lớn, 150W trên 1 thùng. Độ nhạc 92 dB. Và trợ kháng của nó là 8 ohm. Còn lưới hết nha quý vị, để Bi thử ứng một chiếc lưới và quý vị xem. Đây lưới của nó đây ạ. Lưới cũng rất là chắc. Bi rất thích cái lưới mà nó nhìn nó đầy đặn chắc chắn quý vị. Bi không thích những cái lưới mỏng manh đâu, nó hay bị gãy, bị vỡ. Đây, chúng ta đậy lưới nó như thế này. Mở ra nhìn cho nó đẹp ha. Và đôi loa đến từ đất nước Canada này Bi đang bán mức giá là 8.500.000. Model là 800 của hãng BSB nha quý vị. BFSB bò nha. Quý vị nhớ chưa? Và ai đã từng nghe đâu đó về cái chất âm của dòng BSB thì Bi nghĩ chúng ta hãy nên tìm hiểu cái dòng này. Nó cũng nghe rất là hay quý vị ạ. Mặc dù nó không có nổi tiếng, nhưng mà nhiều cái loa mình nghe tên rất là lạ, nhưng mà khi chúng ta thưởng thức cái chất âm thì chúng ta không thể quên được, chúng ta nhớ rất là lâu. Và ai đang thích thì nhớ liên hệ với Bi sớm. Đây là dòng loa cột rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn nha. Và bây giờ Bi sẽ test nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Thank you.
lệ. Ôi sao nào